Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cường Lê Đình. Hôm nay tiếp tục mình loại bỏ chim bồ câu trống nữa nha các bạn. Hôm trước là mình loại bỏ rồi nhưng mà hôm nay vẫn còn dư trống rất nhiều. Hiện tại thì đang thiếu chuồng nuôi nữa. Đây là một cặp hoàn hảo, gia đình hoàn hảo. Gồm có đây là cây nến nến sám đá, đây là cây nến nâu và kia là cây nến trắng. Còn cái này là do thiếu chuồng này. Nên là mình nhốt chung không? Cặp kia là gia đình rồi, hai con nằm trong ổ, là nó đang ấp trong ổ, nó đẻ trứng đang ấp rồi. Còn con này là ở kế thôi. Con màu đỏ này là con trống nha các bạn. Con màu trắng này là con mái. Còn ở dưới này cũng là một gia đình hoàn hảo luôn. Gồm có con xám trắng này là con trống, con đen là con mái, và hai em nhỏ là một trống một mái. Rồi bên dưới này thì ba em trống hết. Bây giờ mình sẽ loại bỏ bớt ba em và mình giữ lại là một cặp trống mái xuống cái chuồng còn lại, tại vì mình thiếu chuồng mà, cũng như là thừa ba con trống thiếu chuồng. Bây giờ mình muốn loại, nhưng mà con nào cũng đẹp, con nào mình cũng muốn giữ hết các bạn. Nhưng mà trống không nên là giờ không biết làm sao. Con này trống đen, đen tuyền luôn, cũng đẹp. Con kia đen cổ tím, trống đen cổ tím bụng xám. Còn con này là trống trắng. Còn trên này là trống đỏ. Bây giờ mình sẽ lấy chia làm 4 cái lá thăm nha các bạn. Là mình nhờ thằng Cụ Bi nó bóc 3 cái. Có nghĩa là ba cái này đại diện cho ba con trống mình sẽ loại bỏ, và một con còn lại duy nhất sẽ là con ở lại và ghép đôi với em Baby White này nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình cho bốc thăm nha. Rồi ok nha các bạn, bây giờ mình sẽ nhờ Cụ Bi nó rút, tại vì nó không có biết được là cái tờ nào là mình ghi, con chim nào ngay cả mình ghi thì mình cũng không có biết được. Bắt con nào bỏ con nào cũng là tội hết, nên là thôi bây giờ mình chơi mình rút thăm đi. Con nào mình cũng thấy cũng đẹp, con nào cũng thương hết, nhưng mà biết sao thịt nó ngon thì bây giờ mình loại bỏ ba con mình làm thịt nha. Nếu như cách đơn giản thì rút trúng một con thì con đó sống, ba con còn lại sẽ ra đi. Nhưng mà bây giờ là sao ta? Bây giờ mình sẽ rút ba con nha cho nó hồi hộp. Còn một con còn lại sẽ là may mắn ở lại với em Baby White nha các bạn. Rồi ok, Bi lại rút cái Bi. Bây giờ Bi rút 3 lần nha. 3 lần trong, từ từ, 3 lần trong 4 cái phiếu này. Nếu mà trúng tên con nào thì sẽ bắt con đó. Rồi ok, rút con đầu tiên. Con đen bụng xám. Rồi đen bụng xám, đi vô bắt đen bụng xám đã. Đen bụng xám là con này nha các bạn. Đen cổ tím bụng xám đây. Đây, chính nó. Thôi bây giờ Bi bắt bỏ vô lồng kia đi Bi. Rồi thả vô lồng con nha. Rồi một em. Từ từ. Rồi, bóc 1 trong 3. Coi tên đen. Gì? Đen hả? Đây, đen nha các bạn. Con đen là con này, đen này trống. Hôm nay có vẻ ngày của mấy con đen nè. Con nó tụt. Rồi ok, bây giờ còn hai phiếu còn lại, đó là một em trắng và một em đỏ thôi. Bây đút tiếp đi. Trắng. Rồi thế là em đỏ là may mắn. Bi là bắt con trắng nha các bạn, còn phiếu còn lại là con đỏ. Rồi ba con, đúng ba con một chuồng luôn, để là khỏi cần phải suy nghĩ lăng tăng nữa. Tại vì nếu mà mình tự mình bắt á, thì mình sẽ thấy con nào cũng đẹp. Con nào cũng đẹp, con nào mình cũng tiếc hết. Nên là mình sẽ sử dụng cái phương pháp này.
Bây giờ mình sẽ bắt em đỏ đây đỏ xuống dưới. Ồ, thấy hàng kia nó ấp trứng không, mà nhốt chung là nó dễ quấn nhau lắm. Đỏ cho xuống dưới nha. Rồi bắt một em trắng nữa cho xuống dưới. Cho em trắng dưới luôn. Rồi cho rổ lên. Đó, ok, vậy là vừa đủ chuồng nha các bạn. Là còn lại là mình nuôi 4 cặp thôi. Bữa sau mình xong xuôi hoàn thiện đồ, cái mái che mái hiên đồ nó ổn định hết, là nó có chỗ đẹp đồ, mình sẽ làm chuồng, mình hàng chuồng chim bồ câu mới, rồi mình sẽ đi qua mấy cái trại chim bồ câu lớn lớn, mình quay clip cho các bạn xem. Rồi ok. Rồi thì chim đen đều đẹp các bạn, chim đen, chim trắng, chim đỏ gì đều đẹp hết á. Nhưng mà nó là trống, nó dư rất nhiều, với lại chuồng của mình không có đủ chuồng trại á. Thì cái này mình nuôi chim bồ câu thương phẩm, là mình nuôi để lấy thịt. Nên cũng giống như nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi nuôi ngan vậy thôi. Chứ các bạn khi xem clip như thế này mà có bạn thì kêu ác rồi không nên ăn rồi vân vân, thì cái đó không phải. Cái này không phải là chim mình bắt trong tự nhiên nha các bạn. Chim này mình nuôi để lấy thịt, là chủ yếu là để lấy thịt, thì cái mình nuôi là cũng để làm thịt thôi. Đó, nên là các bạn nào mà khi mà xem video này á, nếu mà các bạn không có thích ăn thịt chim bồ câu thì các bạn có thể bỏ qua để xem các clip khác. Còn bạn nào mà vẫn thích cái món thịt chim bồ câu thì có thể xem tiếp nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cột, mình cân thử coi nó nặng bao nhiêu. Sau một thời gian dài mình nuôi thì cái này mình mua từ hình như tháng 10, tháng 11 gì năm ngoái các bạn. Cái mấy con chim trắng này nè. Con chim trắng thì mình mua giống bên ngoài, còn chim đen thì chim nhà mình. À, đúng 5 lạng luôn nha các bạn. Ngay đây 4 lạng nè. Ngay đây 4 lạng, ngay đây 5 lạng, đúng 5 lạng luôn. 5 lạng nhỉnh nhỉnh xíu. Thì cho 5 lạng đi. Trừ 2 sợi dây thun ra nữa là 5 lạng ok nha. Quay gần cho các bạn xem nè. Đó, đúng 5 lạng nha. Chim bồ câu trắng. Con này là con chim bồ câu đen bụng xám nha các bạn. Thì nó chưa tới 5 lạng. Nó có 4 lạng rưỡi à. 4 lạng rưỡi. Chim bồ câu đen thì giống nó nhỏ hơn nên nó nhẹ hơn nha các bạn. Con đen này thì nhẹ hơn nữa các bạn. Là được có 4 lạng 1 à, chưa tới 4 lạng 2. Ha. Thì nói chung là cái giống chim bồ câu đen này là bồ câu ta lai thôi, chứ còn nó không phải là giống bồ câu nặng ký nha các bạn. Thì cái thịt nó ngon hơn, giống như kiểu gà ta với gà công nghiệp á. Chim bồ câu Pháp thì thịt nó không có ngon bằng so với chim bồ câu đen này đâu. Chim bồ câu đen này thịt nó dai thơm ngon hơn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt mấy con này mình nấu roti hay là nướng gì đó. Thì các bạn nào mà hôm trước là mình có chia sẻ clip rồi á, các bạn nào mà chưa biết làm thịt chim bồ câu thì mình hướng dẫn luôn. Thì các bạn chỉ cần lấy sợi dây thun, các bạn cột ngay cổ nó là nó xỉu, rồi các bạn nhổ lông rồi mổ thôi, rồi đem thui. À, nhổ lông xong rồi thui, thui rồi mới mổ nha các bạn. Mổ các bạn chú ý là mổ cho nó sạch, không? Mổ là không có bị dính đồ bẩn, là các bạn không cần phải rửa lại. Các bạn để nguyên tiết rồi vậy các bạn nấu thì nó sẽ bổ dưỡng hơn rất nhiều. Còn những người mà không biết là hay cắt tiết chim bồ câu rồi bỏ đi, rồi trộn nước sôi rồi luộc rồi nhổ lông rồi vân vân, thì làm giống gà là không phải đâu. Chim bồ câu là phải làm giống chim chứ không phải làm giống gà nha các bạn. Chim bồ câu phải làm giống chim nó mới ngon, chứ làm giống gà thì nó mất hết chất dinh dưỡng rồi. Ăn thì cũng được thôi nhưng mà nó không có còn chất dinh dưỡng nhiều nữa. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Sau khi nhổ lông đồ sạch sẽ thì ba con chim bồ câu còn lại được hơn ký 2 nhỉnh xíu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình thui, xong rồi mình mổ bụng, rồi mình đem mình xào xào lăng hoặc xào sả ớt gì đó nha các bạn.
Thịt chim bồ câu sau khi mình thui lên nó rất là vàng, rất là thơm luôn các bạn. Đó thì các bạn phải nhổ lòng sạch rồi các bạn thui trên bếp ga hoặc là máy khò, không bình ga các bạn khò hoặc là thui trên lửa ngọn đều được nha. Đó. Để cho nó khử đi cái mùi của chim bồ câu á, rồi thịt nó thơm nó ngon hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ phẫu thuật rồi mình rửa thôi, chứ mình phẫu thuật rồi mình rửa cái bộ lòng thôi. Còn mình cố gắng là mình mổ không có bị nát để mình dùng cái huyết nó mình nấu luôn nha các bạn, chứ không có rửa qua nước nữa. Trong này mình ướp đơn giản thôi nha các bạn. Nói chung ướp bình thường thôi rồi mới ăn. Lần này chọn là bắt là đúng 3 con trống luôn các bạn. Lần nào mình chọn là đấy, mình làm cái clip cho các bạn xem á, và hướng dẫn phân biệt trống mái á. Thì nếu mà các bạn mới tập nuôi thì các bạn chịu khó mua nhiều nhiều chim bồ câu về, rồi các bạn dự đoán xem, rồi sau đó các bạn đem bắt vào thịt. Nếu mà con nào nó có cái trứng giấy to vậy này thì đó là chim trống nha các bạn. Còn con nào mà nó có cái đường ống dẫn trứng mà nó nằm ở sống lưng ngay chỗ phần hậu môn á thì nó là chim mái, phải không? Nhưng mà có trứng giấy này là chim trống hết nha. Nhưng mà chim phải chim lớn nha các bạn, chim phải 6 tháng tuổi trở lên, chứ chim nhỏ nó nhỏ quá nhìn không thấy. Rồi giờ mình chuẩn bị nấu nha các bạn. Thôi clip hôm nay chủ yếu mình chia sẻ cho các bạn cái bài chim bồ câu nhà mình nha các bạn. Thì nói chung là trống nó dư nhiều quá, mình hôm trước mình bỏ mới được rồi mà hôm nay nó vẫn còn trống á. Mình bắt mình bỏ bớt đi, mình loại bớt đi nha các bạn, để nuôi lại một cặp, hai cặp này. Đây cặp cặp mình mua, còn đây cặp của nhà mình này, hai cặp. Cặp đây thì một con mua một con nhà, ba cặp. Còn này thì hai con, một con mua, còn một con này nó đẻ lứa sau rồi các bạn. Con màu trắng là lứa sau nha. Con trắng này là lứa sau này, là con của mấy con của con trên này này, nó là màu trắng thì mình cho nó xuống luôn. Thì nói chung giữ lại 4 cặp để nuôi, để quay làm clip, rồi để lâu lâu có chim ra ràng để thịt thôi các bạn. Chứ cũng giờ cũng không có nuôi nhiều. Dự án làm chuồng trại của mình bị phá sản rồi, do có nhiều công việc khác cần tiền á, cần vốn, nên là mình không có làm chuồng chim bồ câu nữa, mình dừng mấy cái hoạt động chăn nuôi lại nha. Hy vọng năm sau mới có vốn làm thêm chuồng trại đồ nuôi thêm, chứ bây giờ nè, chuồng không có các bạn, mùa mưa thì nó ướt, không? Nó tạt nó ướt, chim nuôi nó không có phát triển được. Ấp đồ nó bị ướt trứng hết các bạn. Hai con này nó nuôi bữa trước là nó đẻ nó nở hai con, nhưng mà do mình di chuyển chuồng á, rồi mình nhốt mấy con kia một hồi là nó đẻ chết con đó các bạn. Chung bữa trước mấy con này có con hết này, con này rất to luôn nha. Cho xuống được nè. Con này rất to rồi. Qua làm thịt thì mình làm thịt thì có con màu trắng thì nó nặng được nửa ký nha các bạn. Làm được ba con thì nó được ký hai, nhổ lông hết được ký hai. Chắc sau khi làm lòng bỏ chân đầu đồ thì chắc còn cỡ 8-9 lạng các bạn. Nói chung là ăn rất ngon. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Đại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn các bạn mà không ăn thịt chim bồ câu thì các bạn chịu khó thông cảm cho mình nha. Tại vì cái này mình chăn nuôi là mình để lấy thịt các bạn, nuôi thương phẩm để lấy thịt, phải không? Để sử dụng trong gia đình thôi. Thôi bye bye các bạn nha. Hẹn lại các bạn trong các clip liên quan tới chim bồ câu nha. Bye bye. Dữ ghê không? Nó nhỏ mà dữ. Mới nhỏ mà bắt chước bố mẹ nó quánh nhau rồi. Tập tập tập. Ừ. 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 Ừ.